Hello mọi người, tôi là Vinh và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho nguồn sản phẩm mới vừa về shop, đó là Roombox Roonup Super Clean. Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng để vệ sinh tháng xe. Lúc trước mình đã giới thiệu cho mọi người product Super Grace là chuyên dùng để vệ sinh sơn xe và những cái liên quan đến nhựa. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu mọi người cái Super Clean này thì nó chỉ chuyên cho thắng xe. Tức là những dây chuyền nào mà chúng ta cần cái độ ma sát thì chúng ta sẽ xịt cái này để vệ sinh cho nó. Thì thắng xe nếu mọi người xịt cái nước in cơm vô á là nó sẽ không có ăn thắng nữa. Nên là chấm chỉ định cho thắng xe. Super Spray cũng vậy, nếu vệ sinh không chúng ta phải xịt lại Super Clean này thì nó mới tốt được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Đây là một chiếc xe Exciter của một bạn. Chiếc xe này cái thắng nó cũng dây dơ và mình sẽ dùng sản phẩm này để thử nghiệm cho người xem. Đầu tiên mình sẽ thử nghiệm bằng cách xịt Roonup lớp Tinker, đây là dung dịch bôi trơn. Khi mà chúng ta sử dụng dung dịch này lên thắng thì nó sẽ không còn ăn nữa. Sau đó mình sẽ dùng dịch Super Clean để mình chứng minh là cái tác dụng của Super Clean. Ăn thắng trước á, nó trường đó luôn, thấy chưa? Okay đã. Thì bây giờ mình sẽ xịt cái Super Clean này lên. Thì cái đây là một cái dung dịch khô rất là nhanh, khi xịt xong thì nó sẽ khô ngay à, và nó sẽ làm sạch hết tất cả cái vết dầu mỡ ở trên cái bề mặt của mình. Nó luôn á. Hắn đi, vừa hắn thì chạy. Chạy luôn rồi. Mặc dù là mình đã xịt một lần rồi nhưng mà cái tác dụng của Super Clean nó chưa đủ so với Turbo Love and Curve nên mình sẽ xịt vệ sinh một lần nữa kỹ hơn. Và kết quả là đã có tác dụng ha. Tận bộ những cái dầu của Turbo Love and Curve đã được loại bỏ. Chiếc thắng đã được phục hồi như ban đầu. Để thử nghiệm một lần nữa thì mình sẽ xịt vào tháng sau. Tháng sau mình thì không có sử dụng Love and Curve nhưng mà nó cũng hơi dơ và mình sẽ coi nó có thắng tốt hơn hay không. Ok, ngon lành. Đây là sản phẩm của Thụy Sĩ, nhập khẩu chính hãng 100%. Và nếu mọi người muốn mua thì đến cửa hàng địa chỉ 257 Trạc Đâm, Lý Hương Kiệt, phường 15, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để mua. Số điện thoại liên hệ là 0236 710 9797. Cảm ơn đã xem video, tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.